Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video này, ở bên Huấn Audio mình có cái bát 20 năm mình cần bán giá thanh lý. Với một lý do thứ nhất thôi là bị một con rán nó nhấm một cái lỗ ở đây. Thì bên mình đã cho keo vào rồi. Tình trạng là nó như là gân mới rồi nhá. Không có bị thủng lỗ nữa. Đó, anh em để thấy ở đây này, mình cho keo vào rồi nhá. Bị con rán nhấm vào thôi, nó bị một lỗ như hạt đỗ ấy. Và đây là cái bát này thì còn mới tinh, chưa bị tình trạng gì cả. Đây là một trong dòng bát để anh em lắp cho những chiếc loa cây mà nghe nhạc nhẹ, nhỏ, rất là hay. Anh em rất phải dùng từ rất là hay. Và mình sẽ đo để anh em mình thấy cái viên nam châm của nó như nào đây. Con này là từ 10 anh em nhé, từ 10. Và cái bát 2 năm thì đường kính là 255. Dòng gân mút cho tiếng chống đánh sâu ấm. Dòng này thì côn nó 20 năm anh em nhé, côn 20 năm nên cho tiếng ca rất là sáng. Anh em làm trong những chiếc loa chung của nó kéo rất là tốt, nhất là nó chung thì nó không liên quan đến gân nó không tác động đến. Mà con này cái anh em làm bát vẫn được nhá, lỗ này thì mình cho keo vào rồi, nó cũng như mới luôn nhá, cam kết nó như mới luôn đấy. Đấy, cứ thích thì mình thay gân này cũng được, mình không muốn thay, mình thanh lý thôi. Với giá bán bình thường là 450 một đôi, giá này mình xả 250 anh em nhá, xả 250 để bác nào có nhu cầu dùng thì mình ship về cho nó gọn luôn, 250 một đôi này. Mình cũng báo ship luôn anh em nhé, báo ship luôn, cũng không phải cọc kèo đâu anh em nhé, không phải cọc kèo đâu, anh em mà nhanh thì còn, mà chậm thì hết nha, chào anh em.